Dạ vâng, em chào các bác nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho các bác xem thêm một mẫu xe nữa nhé. Đó, giá chỉ có 168 triệu thôi các bác nhé. Đó, xe đi rất là sướng luôn các bạn, độ cách âm tốt. Đó, đi đầm, đi chắc chắn các bác nhé. Đó, rất là nhiều chức năng an toàn luôn. Thì khá êm luôn các bạn. Rất là thích luôn. Một mẫu xe giá cả chỉ có hơn 100 triệu thôi đúng không ạ? Các bác mua về sử dụng gia đình khá ok rồi. Dạ vâng, các bác nhìn đây ạ. Bảo mẫu xe này 168 triệu thì chắc không ai tin đúng không ạ? Các bác nhìn đây, từ phần nội thất nhìn rất là đẹp luôn đúng không ạ? Như xe tiền tỷ luôn, các bác nhìn đây. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Đây, tì để teo nhá. Đấy, có thể để xuống này, các bác nhìn đây ạ. Rất là đẹp luôn, ngăn nắp luôn các bác nhá. Các bác nhìn đây, tất cả đây, đằng sau đây có cả phần để đồ này. Đúng không ạ? Có phần để đồ này. Rèn chắn lắng tự động bằng điện các bác nhá, đầy đủ hết. Rất hiện đại luôn. Cái phần trần đây các bác nhìn đây. Trần lỉ nguyên bản luôn, rất đẹp luôn các bác nhá. Các bác nhìn đây, tầm phần nội thất nhá, nội thất là nội thất zin các bác nhá, nội thất zin nguyên bản 100% luôn. Từ phần sàn đây cũng đã độ lên cả sàn 5D rồi các bác nhá, rất là đẹp luôn. Và các bác nhìn đây, tất cả đây những phần cái chốt bản lề đây có mới không ạ? Các bác xem đây, cho con xe là nó còn những cái phần chi tiết nó đẹp như này chưa? Đó. Tất cả đây, phần keo mác nguyên bản hết này. Rất đẹp luôn đấy nhá. Phần táp đi cửa đây, các bác nhìn đây. Túi khí quanh xe nhá. Đây cũng túi khí này, các bác nhìn đây, túi khí quanh xe luôn, rất là nhiều túi khí. Tất cả những phần vân gỗ này nguyên bản theo xe hết, tất cả đây các bác nhìn đây. Đẹp chưa? Đó. Tất cả phần trong này đây, zin từng con ốc các nhá, zin từng con ốc, những phần trong này là sơn zin 100% luôn các nhá. Có sơn zin 100% luôn. Các bác nhìn đẹp chưa? Keo chỉ là zin cả xe nhá, keo chỉ là zin cả xe luôn. Gầm rất đẹp luôn, tí em sẽ quay phần gầm cho các bác nhá. Đó, một cái giá đã hợp lý chưa ạ? Quá hợp lý đúng không ạ? Tất cả đây những phần lỉ đằng sau đây, các bác nhìn mới chưa? Đó. Các bác ngồi lên mẫu xe này, các bác đi bác cảm thấy nó êm coi nhá, đầm chắc chắn luôn, cách âm cực tốt luôn. Đó. Mà bảo 168 triệu nó thực sự bác là không ai tin luôn đúng không ạ? Không ai tin luôn. Đó, bảo mẫu xe này vài trăm triệu. Cũng rất là nhiều người tin đúng không ạ? Các bác nhìn đây, đẹp chưa? Táp ly cửa này. Đó, nguyên bản hết các nhá. Tất cả đây cũng túi khí này. Đó, túi khí quanh xe luôn các bạn ạ. Rất đẹp luôn. Đẹp từng những phần vân gỗ này nhá, nguyên bản luôn nhá. Đó, đúng không ạ? Và bên này cũng vậy đây, các bác nhìn đây, mới chưa? Từng chi tiết một luôn các bác nhá. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô chuyên mua bán cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật nhé. Dạ vâng, địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang các nhá. Bên em chuyên mua bán cũ toàn quốc các nhá, vận chuyển toàn quốc luôn các bác nhá. Đó, cái phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em các nhá. Đó, vận chuyển toàn quốc luôn. Tất cả này các bác ở miền Bắc này, miền Trung này, miền Tây này, miền Nam các nhá, bên em vận chuyển hết các nhá. Đều vận chuyển hết. Keo chỉ đây nhá, keo chỉ đây. Đó, keo chỉ là zin cả xe luôn, không mất phân keo chỉ nào nhá. Đó, tất cả những phần táp ly cửa đây, da cũng là da xịn nguyên bản luôn đó nhá, da xịn nguyên bản luôn. Đó. Dòng được trang bị ngập tràn công nghệ luôn rồi nhá. Ngập tràn công nghệ luôn. Hai ghế trước là chỉnh điện đa hướng luôn nhá. Đó. Các bác nhìn đây. Chỉnh ghế điện đây. Đó, chỉnh điện đa hướng luôn, nhớ ghế 3 vị trí luôn nhá. Phanh ABS các bác nhá, túi khí quanh xe, điều hòa tự động, chốt cửa tự động, số tự động nhá. Dạ vâng, đây là mẫu xe BMW nhá, 318i, đời 2004, số tự động nhá. Đó, sử dụng động cơ 1.8 thôi. Nên là mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng này rất hợp lý nhá. Các bác nhìn đây. Tất cả phần ghế đây, hoạt động chưa? Đó. Ngả này. Lên này, các bác nhá. Thấp này. Cao này các bác nhá. Đó, hoạt động ngon lành hết các bác nhá. Đó, đăng kiểm đây, các bác nhá, đăng kiểm đến tháng 5 2022 các bác nhá. Đó. Dạ vâng, mẫu xe này bên em chào bán mức giá là chỉ có 168 triệu thôi nhá. Một cái giá rất là hợp lý cho bác. Các bác xem đây, tất cả những phần táp lô ở đây. Đó, đẹp chưa? Đây cũng túi khí này, các bác nhìn đây. Đó. Là mẫu xe được mệnh danh là lành nhất, các bác nhá, lành nhất và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong loại BMW nhá. Đó. Lành nhất luôn. Các bác nhá. Tại sao? Sử dụng động cơ 1.8 thôi nhá, sử dụng động cơ 1.8 thôi. Thứ nhất, về cái phần tiêu hao nhiên liệu của cái dòng này thì rất hợp lý nhá. Đó, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu.
được đánh giá là lành nhất luôn các bác nhá, trong dòng BMW nhá. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết cho các bác là xe không đụng, không ngập nước nhá. Về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm ạ. Tại vì sao? Tất cả xe bên em nhập vào, bên em đã kiểm tra và test rất là kỹ rồi. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi mua về, mua xe ở bên em nhá. Nó rất là chất lượng cho các bác luôn. Tất cả đây, các bác nhìn đây, phần đèn đây, được chưa? Tất cả những từng chi tiết một, khá đẹp luôn các bác nhá. Vô lăng tích hợp bàn phím này, các bác xem đi ạ. Vô lăng tích hợp bàn phím, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, điều chỉnh âm lượng này. Và đây, tất cả đây, những phần này đẹp chưa? Túi khí này, nó rất nhiều túi khí luôn các bác nhá. Tất cả những phần táp lô đây các bác nhá, được trang bị cảm biến đầy đủ hết nhá. Cảm biến đùi. Nói chung là xe hiện đại lắm các bác, rất là nhiều chức năng luôn. Đây là các bác nhìn này, nhớ ghế 3 vị trí này, chỉnh ghế điện này, xuống này, lên này, thấp này, cao này, các bác nhá. Thấp này, được chưa? Ngả này, lên này. Nó rất là xịn xò luôn các bác nhá. Đó, rèm chắn nắng cũng tự động bằng điện luôn các bác ơi. Đây ạ. Em sẽ cho bác xem luôn cái phần rèm chắn nắng tự động bằng điện nhá. Đây ạ. Quá đẳng cấp luôn. Cái dòng này đi sướng lắm các bạn. Đó. Đây đủ hết chưa? Đây đủ hết. Được chưa? Đó, lên này. Các bác nhìn này. Ấn một nút là lên này, tự động bằng điện luôn. Khi nào nắng các bác chỉ cần ấn nút thôi các bác nhá. Đó, rất là hay luôn ạ. Vâng, sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành bên ngoài cho bác xem nhá. Dạ vâng, sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành bên ngoài cho các bác xem mẫu xe này nhá. Các bác nhìn đây, một cái mẫu xe. Đó, một cái hãng xe luôn luôn đi trước thời đại đúng không ạ? Về cái công nghệ, cái thứ hai là cái về cái form dáng của cái dòng này thực sự bác luôn luôn đi trước thời đại. Các bác nhìn đây, 2.4 thôi. Thứ nhất về cái chất lượng này, mới thứ hai về cái công nghệ hiện đại này, mới thứ ba là cái form dáng này thực sự bác này. Bây giờ vẫn đẳng cấp đúng không ạ? Đó, bây giờ vẫn là đẳng cấp luôn. Đó, chưa bị lỗi thời một tí nào luôn. Các bác nhìn đây, form dáng nó rất là chắc chắn luôn đúng không ạ? Rất là chắc chắn luôn. Thật sự các bác là nếu mẫu xe này nhiều người, nếu mà chưa hiểu về cái dòng BMW này đúng không ạ, thì bảo là dòng này mẫu xe này chỉ có 168 triệu thôi. Thật sự bác là nhiều bác không tin đúng không ạ? Đó, chắc chắn luôn là nhiều bác không tin là mẫu xe này giá rẻ như vậy đúng không ạ? Đó, em xin nhắc lại nhé, đây là mẫu xe BMW 318i đời 2004 số tự động nhá, form mới rồi các bác nhá. Các bác nhìn đây, được trang bị bộ mâm đúc, các bác nhìn đây, rất đẹp luôn đúng không ạ? Đó, rất là đẹp luôn. Cái form dáng thì miễn bàn luôn các nhá. Sử dụng động cơ 1.8 thôi, nên là cái mức tiêu hao nhiên liệu nó rất là hợp lý luôn các nhá. Và một cái nữa nhá, và một cái nữa là cái dòng này là được, em xin lại là được, dòng này được mệnh danh là lành nhất và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong dòng BMW luôn các nhá. Các bác nhìn đây, quá đẹp luôn đúng không ạ? Sau đây em mời các bác cùng em xem cái phần cốp ở đồ đằng sau nhá. Cốp ở đồ đằng sau rất đẹp luôn. Tí em sẽ quay luôn cả cái phần gầm cho các bác xem. Gầm rất đẹp luôn ạ. Tất cả đây các bác nhìn đây. Thứ nhất là phần lỉ liếc này nguyên bản đúng không ạ? Lỉ nguyên bản này. Thực sự các bác là cái mẫu xe này, cái giá này quá hợp lý rồi. Đó, quá hợp lý luôn đúng không ạ? Mở xe rất đẹp luôn các bác nhìn đây. Và cái tôn vỏ thực sự bác là thôi nói không bị mục ngoặt đâu nhá. Đó, không nói chuyện mục ngoặt ở đây đâu nhá, không nói chuyện mục ngoặt ở đây. Các bác nhìn này, phần đẹp chưa, tôn vỏ đẹp chưa, các bác nhìn đấy, em quay sát này, các bác nhìn đấy, đây ạ, tất cả bên trong kia là cái phần lỉ các nhá. Đó, đây những phần này phần lỉ này, đó những phần này phần lỉ bên trong các nhá. Đó, chứ dòng này để mà mục ngoặt cho thực sự bác là rất là khó mục ngoặt luôn, tại vì tôn vỏ nó rất là dày nhá, bảo sao đấy, cách âm nó tốt không nhá. Là bên dưới các nhá, bên dưới có một lớp nữa đây, các bác nhìn đây, rất đẹp luôn này, các bác nhìn này, mới chưa? Đó, rất là mới luôn đúng không ạ? Đây em cho bác xem bên dưới nữa nhá. Đây, bên dưới đây, lốp dự phòng này, và tất cả đây, phần tôn vỏ đây các nhá. Đó, nói chung là nói không mục ngoặt nhá, nó quá đẹp luôn đúng không ạ? Quá đẹp luôn các bạn. Sau đây em cho bác xem phần gầm nhá. Đây, em mời bác em xem phần gầm này. Để mà kiếm được cái mẫu BMW là 2.4 mà gầm đẹp này thực sự bác là rất là hiếm luôn các nhá. Đó, rất đẹp luôn đúng không ạ? 2.4 thôi nhưng mà gầm đẹp như là 2.7, 2.8 luôn các nhá. Các bác xem đi, đẹp chưa?
À, các bác xem đi ạ, đúng không? Không tí mục ngọt nào luôn đâu nhá. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Em về bên kia em quay cho bác nhé. Sau đó em sẽ cho bác xem luôn phần khoang máy. Gầm nó đẹp sự bác là đẹp ngũ mãn luôn. Các bác nhìn này. Đẹp chưa? Đẹp, đẹp chưa? Đấy. Gầm quá đẹp luôn rồi nhá. Nói chung là gầm đẹp lắm các bạn. Sau đây em sẽ cho bác xem luôn cái phần khoang máy động cơ nhá. Đẹp. Nói chung là mẫu xe đẹp lắm. Về phần máy thì quá ok rồi, nên là các bác yên tâm nhá. Tại vì sao bên em đã tuyển chọn rất là kỹ rồi các bác nhá. Đây là cái chất lượng xe bên em thì các bác mua thì hoàn toàn yên tâm ạ. Và đây, riêng phần máy thì miễn chê luôn. Đó, các bác nghe máy rất là êm luôn các bác nhá. Các bác nghe đấy ạ, đúng không ạ? Tiếng máy này. Đó, tất cả các bác nhìn nhá, mới đi kia cơ mà. Các bác nhìn này, tem mác nguyên bản hết này. Đó, các bác nhìn này, tem mác nguyên bản hết. Đó, tất cả phần răng đầu này sơn zin nguyên bản 100% các bác nhá. Đó, quá đẹp luôn. Máy lổ thì êm các nhá. Đó, máy lổ khá êm luôn. Đó, nói chung là một mẫu xe đẹp toàn diện luôn các nhá. Đó, đẹp toàn diện luôn ạ. Sao vâng, đó là tổng thanh xe BMW nhá, 318i. Một lần nữa em Minh Ô Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video em nhé. Hẹn gặp lại các bác trong video sau. Thân ái, chào. Tạm biệt các bác.